đấy bỏ nhá. Chị đã nói rồi, chỉ được đăng ký một lần thôi, tốn tiền. Thế bây giờ đăng ký chưa? Đăng ký rồi, tự đăng ký, tự đóng tiền. Chị không đăng ký, tự mày mò ra, tự đăng ký, được đóng tiền. Một thấu. Đóng tiền. Đóng hết ba tiền. Đóng tiền. Hai chục sáu. Nhiều thế cơ. Nhiều. Đó. Lại chưa kể tiền ôn nhá, mấy hôm nữa lại xin mẹ 7 triệu tiền ôn đi kìa. Không, 5 triệu. Cho xem nhé. Bình tĩnh thì sau đó. Này đâu có đó mẹ. Đợt này là đợt lần thứ hai cho thi như thế nhá, đúng không? Mẹ thi rồi. Cho phải hết sức cố gắng chứ mỗi một lần đây là rất là nhiều tiền như thế, thi làm sao mà một lần được một lần là được luôn nhá. Nhưng mà lần trước là cháu không học, lần trước là cháu tự học nên là cái tiền học bạn cháu cũng thi như thế, bạn cháu phải học mất 9 triệu. Những cái thằng thông ấy, ai mà cháu tự học ấy, thì cháu chỉ tốn mỗi tiền thi thôi, giờ cháu mới học mà mất rồi. Học thì cũng học thì mới cao điểm lên được, với cả bây giờ điểm kia của cháu thì cũng đỗ hết ngoại thương bách khoa kinh tế quốc dân rồi nên là cũng an tâm. Thế bạn của cháu là đã đỗ điểm kia là đỗ được 3 trường rồi á? Thế cần gì phải học nữa làm gì? Không, nhưng mà phải học điểm cao hơn nữa, tại điểm cháu chưa cao. Thôi, thế cần đâu, mình đã đủ điểm vào rồi, không cần. Tại vì nó sẽ còn có nhiều cái khác nữa. Nhiều cái trường đấy, như cái ngành nó cao hơn, kể nó học. Ngành, nhưng mà ví dụ bây giờ học. Có những cái ngành mà cô thấy trên TV ấy mà thủ khoa của thi đánh giá năng lực, thủ khoa của thi trung học phổ thông quốc gia còn không đỗ. Là chính vì mấy đứa như cháu ấy, là mấy đứa mà xét tuyển trước ấy, thì nó độn lên cái điểm đấy, nó cao lên cho mấy đứa. Bởi vì bọn cháu xét tuyển trước thì cái ngành đấy nó đủ chỉ tiêu rồi, nó chỉ thừa có khoảng 3-4 chỗ thôi, thì mấy bọn thi trung học phổ thông quốc gia không còn chỗ vào cái ngành đó. 29 điểm vẫn trượt đại học á. Tại vì bọn cháu là được xét tuyển trước, bọn cháu được vào thẳng trường. Bọn này là xét tuyển thẳng không? Nó thi được cái này là trường nó sẽ ưu tiên chọn những đứa này trước. Chọn đứa này trước. Ý như thế là những cái đứa ở kia là gần như là nó còn không còn chỉ tiêu nữa. Không còn chỉ tiêu. Đấy, những ngành hot đấy. Chủ yếu là những ngành hot đó. Thế chị Mai chị chuyển khoản cho cháu từ bao giờ? Lúc nào mắng xong mới chuyển khoản à? Hay cuối giờ? 9 giờ? Đỡ rồi mới bỏ chuyển khoản. Thế sao bỏ chuyển khoản tặng sinh nhật rồi? Chị Mai cũng có. Cũng có, nhưng mà lúc nào? Cháu cũng tặng sinh nhật chị Mai mà. Đấy là cháu này thì chị mới tặng cháu. Biết rồi, nhưng lúc nào? Cuối ngày hay lúc nào? Cháu không nhớ. Chị như cuối ngày. Có, đúng hôm đấy, nhưng mà cuối ngày. Thế lúc ấy cô xuống chưa? Sao không bỏ? Lúc đấy cô về rồi. À, đúng rồi. Chị quá tệ. Chị là quá tệ sinh nhật em. Thì em cũng phải tặng. Không thèm gọi điện chúc mừng cho cô, nhắn tin trên nhóm. Bảo nhưng mà không em ấy. Cũng ghê, em lại cứ mời chị là tặng em sinh nhật 1 triệu đi để em thi lại. Thế là chị mới bực mình. Không, chị chả bực mình đâu, chị mắng rồi. Triệu là cái gì? Sinh nhật mới mắng em. Thế là chị mới bảo là không được phép thi lại, đã nói rồi, nói từ trước rồi, mẹ cũng nói thế mặc cả rồi. Nó thi lại thì nó lại đỗ điểm cao hơn thì sao? Thế? Thế xong rồi nó lại tuyển thẳng vào những cái trường. Sao đi du học luôn một phát thì sao? Không mất tiền đi du học hay sao? Không bằng nó. Ui, cháu nói thật luôn nhá. Cái ngành của chị Mai ấy, cháu đỗ rồi. Ôi rồi, còn nguyên được cơ. Đấy. Cái ngành của chị Mai ấy, điểm siêu thấp luôn.